Lịch sử không chỉ được viết từ những thành công. Cả đội đã bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất và bất chấp những vết thương trên người. Tuy nhiên thì kết quả đã không như mong đợi. Em cảm thấy rất tiếc. Và bọn em muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Lúc đó tôi thấy mình như tội đồ của cả dân tộc. Và áp lực dư luận chính là điều tồi tệ nhất. Hôm qua đội tuyển mình sút quá trời. Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường sẽ chính thức có mặt trong FIFA Online 4 để cùng bạn viết nên lịch sử. Cùng Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường viết nên lịch sử bóng đá Việt bằng chính đôi tay bạn. Tham gia ngay tại vietnam.fo4.garena.vn.